Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9 năm 2023, ông Nguyễn Văn Đạt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phú thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong lễ khai giảng năm học mới vừa diễn ra sáng cùng ngày, trên địa bàn xã này đã xảy ra sự cố nổ bóng bay khiến cho 6 học sinh tiểu học phải nhập viện. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phú, sáng 5 tháng 9, trường tiểu học Yên Phú tại xã Yên Phú đã tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 theo quy định. Sau lễ khai giảng là phần thả bóng bay lên trời. Tuy nhiên, có một chùm bóng bay phụ huynh và nhiều học sinh không thả mà lấy để chơi. Khi đang lấy bóng, do có một phụ huynh hút thuốc lá nên bất ngờ điếu thuốc chạm vào chùm bóng làm nổ liên tiếp 3 quả bóng bay. Do khí trong quả bóng được bơm là khí nitơ nên khi bóng nổ đã phát lửa gây bỏng vùng mặt và người của 6 học sinh. Các học sinh bị thương đều là học sinh của trường tiểu học Yên Phú. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng với nhà trường đã đưa 6 học sinh đến bệnh viện đa khoa huyện Yên Định để thăm khám và điều trị. Để theo dõi những tin tức liên quan, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của chúng tôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.